Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ news. Ngày hôm nay thì mình muốn thông tin đến tất cả các bạn một cái thông tin mà đáng lẽ ra ngày hôm qua mình muốn lên cho tất cả các bạn cùng xem. Nhưng mà thực chất ra là tối ngày hôm qua cái tin này cần phải thêm thời gian để mà làm rõ được cái sự việc. Nhưng đến buổi sáng ngày hôm nay, buổi trưa ngày hôm nay thì có một người bạn liên tục nhắn tin cho mình rằng hãy làm cái tin này đi bởi vì nó rất quan trọng. Nó sẽ làm đề tài cho những kẻ chống phá, xuyên tạc, lấy đây là một cái cớ để chỉ trích những người đang ở tuyến đầu của cái công cuộc phòng chống dịch. Và cái thông tin này thì nó liên quan đến chú Đoàn Ngọc Hải với cái dòng status của chú đăng vào hôm thứ Tư, tức là ngày hôm kia. Thì cái nội dung mình sẽ xin đọc lại cho tất cả các bạn cùng lắng nghe để chúng ta có thể hiểu rõ được nguyên nhân sự việc nó như thế nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi bình luận và đưa ra những cái ý kiến để tránh đi những cái làn sóng dư luận sai trái các bạn nhé. Nhật ký hành trình Đoàn Ngọc Hải, thành phố Hồ Chí Minh, 6 giờ 48 phút sáng ngày 28 tháng 7 năm 2021. Kính gửi anh Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Cá nhân anh dù rất nhiều việc, tôi được biết anh không có vợ con, gia đình như bao người khác. Anh đang cùng với cả hệ thống chính trị căng mình lãnh đạo chỉ đạo chống đại dịch COVID-19, nhưng đã vẫn chỉ đạo bộ máy cơ sở làm rõ. Giúp đỡ gia đình chị Ngô Chân Châu, địa chỉ 22 Trương Công Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng đã chỉ đạo trợ lý liên hệ với tôi, trao đổi một số việc liên quan. Anh cũng chỉ đạo trợ lý để mẹ tôi được chích ngừa COVID-19 theo đúng quy định. Tôi không cần ưu tiên. Riêng cá nhân tôi đã nói bạn trợ lý rằng tôi nhường vaccine cho người khác cần hơn. Tôi khẳng định tôi không thích nói dối và càng không thể nói dối với chị Ngô Chân Châu đã qua đời vào chiều ngày hôm qua. Tôi cũng chưa bao giờ nói chị Châu âm tính hay dương tính với COVID-19 và tôi cũng chưa bao giờ khẳng định chị ấy đã bị nhiễm COVID-19. Chỉ có một điều chắc chắn là buổi sáng sau khi tôi đưa bà cụ ở quận 8 đi cấp cứu khó thở vì bệnh tim mạch về đến nhà, nhiều bệnh viện từ chối không nhận cụ. Tôi đã phải viết bài trên Facebook và cụ được nhận. Thì anh Ngô Viết Nam Sơn và chị của chị Châu cầu cứu tôi đều khẳng định sốt và khó thở buổi sáng, kêu rất nhiều cuộc điện thoại cầu cứu nhưng đều trả lời không có que xét nghiệm nhanh, không có xe cứu thương, không có bệnh viện nhận. Nếu buổi sáng đưa đi ngay có thể buổi chiều chị đã không qua đời. Khi tôi đến nhà 22 Trương Công Định là 15 giờ 8 phút cho đến hơn một tiếng sau, không có một cán bộ chức năng nào ở đó. Lúc đó tình trạng cơ thể chị ấy đã cứng đờ rồi. Tôi phải tuân thủ quy định và phải có hành lang pháp lý để tôi giúp người nghi nhiễm COVID-19. Nếu không lây nhiễm ra cộng đồng, tôi sẽ là người chịu búa rìu của dư luận và sự lên án của chính quyền. Luật đã quy định, vì bản thân tôi là một cán bộ 26 năm công tác ở thành phố này, tôi đã từ chức và xin nghỉ việc năm 2019. Tất cả không hề đơn giản như cấp cứu tai nạn giao thông, tim mạch mà tôi đã làm rất nhiều. Tôi cũng lưu ý lãnh đạo chính quyền cơ sở, xét nghiệm âm tính lần 1, lần 2, lần 3, chưa chắc đã không nhiễm COVID-19. Rất nhiều số liệu này của ngành y tế đã khẳng định. Cán bộ thực thi công vụ cần nắm chắc điều cơ bản nhưng đặc biệt quan trọng này. Tôi luôn đấu tranh cho sự công bằng. Tôi thích sự công khai, minh bạch, rõ ràng và phải trân trọng mọi tầng lớp nhân dân trên tinh thần xây dựng xã hội. Một mình tôi chịu nhiều áp lực, mong mọi người thông cảm. Tôi khẳng định anh Nguyễn Văn Nên và các cấp đang làm hết mình, nhưng đâu đó vẫn còn những thiếu sót. Đó là điều không thể tránh khỏi trong một cuộc chiến đại dịch. Tôi chỉ mong cán bộ cơ sở luôn cháy hết mình vì dân và đừng bao giờ nói dối với dân. Trân trọng cảm ơn anh đã lắng nghe người dân. Vâng, đó là những cái lời chia sẻ ở trên cái dòng trạng thái của chú Đoàn Ngọc Hải. Đúng là trong cái giai đoạn này thì không tránh khỏi những sai sót. Cái vấn đề đặt ra ở đây là buổi sáng gia đình đó đã gọi cho cái chú Hải. Nhưng tại sao trong một khoảng thời gian dài như vậy thì theo cái trình bày của chú là buổi sáng chú phải qua quận 8 để chở một bà cụ đi cấp cứu là chú không đi được. Mình mong rằng tất cả mọi người đừng nên hoang mang với những luồng tin chưa được kiểm chứng và chúng ta cần thời gian để mà làm rõ được cái sự việc nguyên nhân xảy ra cái tình trạng như thế này. Và theo ý kiến của mình, chú Hải có quá nhiều thời gian để mà xử lý giúp cái gia đình này.
không phải là chú đến trực tiếp mà chú ấy có thể trong cái khoảng thời gian chú ấy chở bà cụ từ bên quận 8 đi cấp cứu thì chú ấy có thể nhờ một cái đội tình nguyện nào đó ở gần đó hoặc là ở trong nội thành phố Hồ Chí Minh có thể qua để giúp đỡ trực tiếp và đưa chị ấy đến bệnh viện kịp thời. Chứ mình khẳng định với các bạn là không có cái bệnh viện nào từ chối bệnh nhân COVID-19 cả. Đó là điều khẳng định. Và sau đây thì mình xin mời tất cả các bạn hãy cùng xem cái đoạn clip của một người tài xế sẽ làm rõ tất cả những cái vấn đề này, những cái vấn đề mà mình mới chia sẻ cho các bạn. Xin mời tất cả các bạn cùng đón xem. Cả nhà tôi đâu hết rồi? Alo, alo, cả nhà tôi đâu hết rồi? Cả nhà đâu hết rồi? Cả nhà mạnh khỏe không? Hôm nay thì Sài Gòn có vẻ hạ nhiệt hơn và có xu hướng thì chắc là cũng hơi tốt hơn. Cho nên mọi người cứ an tâm. Vì bây giờ tất cả các bệnh viện thu dung và tất cả các bệnh viện đều là trong cái tư thế là chưởng Covid hết. Cái gì vậy? Đúng hả? Ừ. À, có thể đang đo khách cho anh phòng anh cho nhá. Đây một chén. Rồi. Hôm nay thì Sài Gòn có vẻ hạ nhiệt hơn vì các đoàn xe cứu thương và tiếng còi cũng đỡ hơn những ngày khác. Thì hy vọng chúng ta sẽ chiến thắng sớm hơn. Còn hiện tại bây giờ có một số ở trên trang mạng thì đừng có nghe. Đừng có nghe. Vì bọn tôi là những người trực tiếp. Một ngày bình quân tôi sẽ đi hết toàn bộ quận huyện ở trong thành phố. Chứ chỗ nào bọn tôi cũng tiếp xúc hết, hầu như chỗ nào thì cũng chưa đến cái mức độ mà như là thấy trên mạng là thông tin vớ va vớ vẩn đó. À, cho nên chúng ta tuyệt đối không có nghe, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Chưa phải từ tất cả, chưa đến cái mức độ. Nói chung là có những trường hợp thì cũng khó khăn. Khó khăn là do họ không có gia đình ở đây, không có những sự chuẩn bị từ trước. Nhưng mà bảo là để cho cạn kiệt mức độ này kia nó không có đâu. À. Bây giờ các gia đình thì hầu như đã được là coi như là mở rộng hơn. À, tất cả những ca liên quan đến Covid đó thì các bệnh viện thu dung và các bệnh viện điều trị Covid thì đã mở ra nhiều. À. Chứ không phải lo gì cái chuyện đó. Chứ còn đừng có nghe trên trang mạng là vớ va vớ vẩn. Nào là có anh là đi chở được một bệnh đi đến chỗ này rồi cũng nói cái vấn đề này, đi đến chỗ kia. Thực sự như bác Hải, bác làm, nó xin lỗi bác làm cả mấy tháng có bằng bọn tôi làm 1-2 ngày đâu mà bác cứ nhao nhác lên cái chuyện là phản ảnh cái này kia. Đừng nói vậy là sai quan điểm. Người người nhà nhà ngành ngành nghề nghề đang tập trung. Ông có một chiếc xe ông chở một vài người đi cấp cứu là cái gì? Còn đây đâu, tôi đây có ngày ôm cả 100 F0. Cho nên đừng có nói chuyện đó. Mình làm một hạt cát nhỏ bé, đừng có làm lay động những cái này và bảo oxy oxyết là cầu cứu, đừng có vớ va vớ vẩn. Chưa đến mức độ đó đâu. Đừng có nghe những cái thông tin về vịt. Tôi cho là thông tin vịt. Rồi như hôm trước ông sao ông đón một ca bên quận 8 ông nói vớ va vớ vẩn. Tôi đón quận 8 mới xin lỗi.
cả tất cả bao nhiêu phường quận 8 bây giờ số điện thoại tôi dán từng nhà luôn đấy. Có những đêm tôi đón quận 8 đến 64k một đêm. Đây, hiện tại bây giờ đây là sau xe tôi lên 3F0 này, trong một gia đình này. Đấy, cho nên là không có, đừng có đánh với tôi lớn quá rồi nói sai quan điểm anh em đi làm đi. Trong lúc này thì người người nhà nhà cứ ấy với nhau, có cái gì thì đó cái đó. Hàng xóm người ta đói thì ở thì quăng như người ta ký gạo đó người ta ăn, chứ đừng có lấy cái tôi lớn quá để nói sai quan điểm là ông đi làm từ thiện, tôi đi làm từ thiện ai chả đi. Nhưng mà đừng có trong lúc này đừng có trách móc chính quyền. Có 7.000 con người mà phục vụ hàng mấy chục ngàn con người thì làm sao mà xoay kịp. Trong lúc này là phải đồng lòng, chứ đừng có làm một cái rồi cũng xỉa cái này xói cái kia một cái. Có ai ngồi không đâu. Cho những cái tin vịt là tuyệt đối không có nghe, những cái clip vơ va vớ vẩn là không có nghe. Đấy, như ngày hôm qua là tôi sang bên bệnh viện Thu Dung ở bên ở giữa Thủ Đức với là quận 2. Đó. Cái bệnh viện Thu Dung 8, 3, 6 các thứ người ta đã mở mang rất một cái lượng bệnh rất là lớn. Thoải mái chỗ để cho mà điều trị. Chứ không phải là đến cái mức độ mà mấy đâu. Lên loại lên trên mạng cứ thấy mọi người là cứ làm cho liếng xoắng. Láng xiên. Mà nhiều khi thường chẳng muốn nói gì, việc mình làm thôi, nhưng mà thấy đừng có nâng lên một người mà hạ xuống nhiều người. Vì ai cũng vậy thôi, trong lúc này người ta chẳng trông chờ gì vào ai đâu, ai có cái gì thì làm cái đó. Chứ không phải là anh làm được một việc thôi mà anh nói để cho những cái cơ hội, để cho những người xấu mà nhảy vào nói xấu cả một cái thế hệ là không có được. Ai cũng vậy thôi, bất kể là ai. Bọn tôi đây vẫn ngày ngày đêm đêm vẫn đều đặn, chứ không có những cái chuyện mà như là nói bên này kia ta làm sao làm gì làm chứ. Giặc thì như địch thì phải đánh thôi, mà đánh thì phải đoàn kết, đánh thì phải đồng lòng, chứ đừng có cái kiểu mà lại ông tôi ở bụi này để mà ấy thì đâu có được. Đừng có thông tin sai, thông tin gì để biết đến đâu thì nói đến đó, không có võ đoán. Vì là cả xã hội này làm chứ không phải một mình làm. Đi đâu làm gì tổ quốc là trên hết. Đừng có làm được một cái gì đó mà rồi chúng ta lại làm sai đi cái quan điểm. Bọn tôi đi làm thiện thì cũng chẳng có xin ai xỏ ai, cũng chẳng có kêu gọi ai hết. Có bao nhiêu thì bọn tôi làm bấy nhiêu. Anh chị em máu mủ ruột ra trong nhà bỏ ra đi làm, chứ không phải lóng xiến để kêu người này kêu người nọ hay là để mà đi làm đâu. Bọn tôi không có cái quỹ nào hết đâu. Chứ còn tôi quan điểm tôi nói thẳng, tôi chẳng sợ gì ông Hải cả. Xăng xe ông thì người ta mua, xăng ông thì người ta đổ. Tiền thì tiền của chúng sinh, tiền đất gì ông. Ông làm nhà được cho người nghèo ở, tôi cũng làm nhà được cho người nghèo ở. Ông mới đi có mấy tháng thôi, tôi đi 20 năm rồi. Miền xuôi, miền ngược, miền Bắc, miền Tây, Lào, Campuchia gì tôi chả đi. Phía Bắc chỗ nào tôi chả tới. Tôi chưa đi hết các xã thôi, còn các huyện này tôi đi hết rồi. Cho nên một lời gửi đến bác Hải là bác đừng có tinh tướng quá. Bác đừng có tinh tướng quá và bác đừng có mang cái thái độ đó, vì bác cũng thằng lái cứu thương như tôi thôi. Bác thương dân yêu nước thì trong lúc này bác nên nhẹ nhàng hơn và biết chia sẻ hơn. Tôi mà đi làm như ông mà mẹ có tiền của người ta thì tôi làm muôn đời, tôi làm... Ngày nào tôi cũng đi hết, ngày nào tôi cũng làm hết đấy. Chứ đừng có thể hiện cái tôi quá. Hết quan thì hoàn dân. Ông thoái thác nhiệm vụ của tổ quốc, của đất nước thì ông về làm thằng cứu thương, chấp nhận mẹ cái thằng cứu thương đi. Như tôi đây này.
làm cho loáng xiên lên cả. Ông đón được cái quần 8 mấy ca, quần 8 một đêm tôi đón 5-60 ca là bình thường. Tôi cũng chưa lấy đồng xu các bạc nào của ai đâu hết á. Cho nên đừng thấy mình làm là vĩ đại, đừng thấy mình làm là lớn. Bọn tôi thì bọn vô danh tiểu tốt, không quan hệ, không có ấy gì cả. Nhưng mà thấy làm như vậy là xúc phạm đến những thằng lái cứu thương, chứ tôi không muốn. Người người nhà nhà đồng lòng giúp nhau trong cái lúc này. Anh nào giỏi thì lên làm đi, đừng có phải mà lóng xiến. Đừng con người ta đừng có ỷ mạnh, đừng có thể ỷ với cái thể mạnh là trên mạng rồi trên ban đông rồi là thích nói gì nói, thích lóng xiến gì lóng xiến. Đi đến chỗ nào cũng cứ moi cái này móc cái kia. Alo à? Dạ anh ơi, dạ em thì tại nhà có mùi thơm mà không. Rồi bây giờ anh chờ tôi một tí đi. Anh chờ tôi một tí khoảng tầm 10 phút nữa tôi nhập đến xong thu dung thì tôi sẽ gọi cho anh. Vâng. Đừng có ỷ thế mạnh, đừng có thấy cái mạnh của ta rồi làm gì. Con cháu cũng đẻ ra trên cái đất nước Việt Nam này chứ ông có đi được đâu đâu. Ông là lính thì tôi là lính. Ông là quan thì tôi là quan. Ông quan to, tôi quan nhỏ. Nhưng mà đừng có mang quan điểm đó. Làm về đụt chí anh em lắm. Cái gì đó là tình thương là quan trọng. Hôm qua giờ tôi thấy ông làm gì để cho báo chí cũng phải lên đính chính ông. Đừng có phát ngôn bừa bãi trong cái lúc này. Cả một cái cơ quan đoàn thể người người nhà nhà từ Bắc từ Nam từ Trung còn tập trung về đây để lo. Một cá nhân ông thì làm được cái đất gì mà cứ với nhau sóng lên. Người ta có thể sợ ông nhưng tôi chẳng sợ đâu. Vì những cái bước chân ông đi hôm nay bảo tôi đã đi cách là mấy chục năm trước rồi. Nhưng mà đừng có vì làm thiện mà để cái chế độ thù địch và để những cái tâm địa xấu người ta là ấy vô tổ quốc là không có được. Cầu dưới hả anh? Yêu nước là phải đoàn kết, yêu nước là phải khốn khó. Đi còn nữa, 3 cổng. Chẳng qua tôi lên là lên để cho mọi người biết là cái tình hình vậy thôi. Nhưng mà đừng có động viên, không động viên thì đừng có mắc búa. Alo à? Anh em là chuyên chở bệnh nhân Covid miễn phí hoàn toàn trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà anh bây giờ chờ em một tí thì bây giờ để cho em nhập bệnh cái đã nhá. Em đang ở bệnh viện Dã Chiến ở bên quận 7 cơ. Dạ em đang ở nhà một. Ý tôi nói với anh đừng, bây giờ tôi đang vừa chạy xe vừa nhập bệnh, anh vui vào tí anh gọi lại giúp tôi hoặc tôi gọi lại cho anh. Dạ rồi. Dạ vâng ạ. Cho anh vô nhập bệnh đi em ơi. Cái gì vậy ạ? Làm hồ sơ đầy đủ hết rồi, em có bác sĩ dần rồi. Alo ạ? Alo chị, anh ơi cho em hỏi xíu anh. Em có một cái ca dương tính là đang thở oxy ở nhà. Dạ. Cho em hỏi là mình chở đi khi nào có được bệnh viện tiếp nhận ha? À cái đó bây giờ tôi đang nhập bệnh đi đã. Anh vui lòng khoảng tầm 10 đến 15 phút nữa đi rồi tôi gọi lại cho anh được không? Hoặc là anh gọi lại cho tôi. Dạ vâng, xin lỗi anh nhé. Vâng.
Đây là bệnh viện dã chiến ở bên 16 Đào Chí ở bên quận 7. Hiện nay thì cả cơ quan hệ thống chính quyền và tất cả mọi người dân thành phố đang tập trung làm rất là nhiều bệnh viện dã chiến. Riêng tôi nói như cái khu R1, R2, R3, R4 mà bệnh viện dã chiến số 8 nằm ở bên cái chỗ mà khu tái định cư của An Khánh ấy, thì nói thật chứ cũng phải nếu như toàn bộ bệnh nhân mà Covid về đấy vẫn là đủ. Thật sự là bây giờ thiếu về nhân lực một ít thôi, là vì có 7.000 nhân lực mà bây giờ người ta phục vụ cả mấy chục ngàn thì làm sao ấy được. Đấy, thì cũng có những người biến chuyển, cũng có người ra viện, cũng có người nặng nề, cũng có đầy đủ này kia nọ, nhưng mà không đến mức độ như chúng ta tưởng tượng mà chúng ta nói gì phải nói cho đúng và chính xác, chứ đừng có làm gây những cái hoang mang, những tư tưởng của người dân. Đừng có lấy những cái đó mà làm có like hay là ấy là không có được, cái đó là mình có tội á. Vì để nhập được một cái bệnh Covid không phải đơn giản. Nhập được cái bệnh Covid là phải người ta phải kiểm tra đầy đủ tất cả các thứ, rồi đường đi lối lại có một lối đi riêng, rồi còn sát khuẩn, rồi còn vô trùng, còn rất rất là nhiều liên quan đến, chứ không phải là cứ đưa đến là nhập đâu. Thế nên đừng có lắng phiến lên. Trên tất cả cứ bình tĩnh, không có vấn đề gì hết. Tin vào Đảng, tin vào Chính phủ và tin vào bác Vũ Đức Đam. Đừng có tin vào ai hết. Còn tất cả mọi cái truyền thông trên mạng tuyệt đối không nghe, chỉ nghe 30% thôi. Vì bọn tôi hôm tới giờ thì không còn bệnh viện nào, không còn cái ấy nào, bọn không tới đâu. Thế đừng có nghe. Tôi chỉ có sơ qua một tí để cho gia đình biết vậy thôi. Không có vấn đề gì hết. Đó, sau xe là 3 bệnh nhân trong một gia đình. Cho nên là chúng ta cứ hết sức bình tĩnh. Người người nhà nhà. Chứ đừng có nghe những cái mà nó... Tất nhiên không có cái gì mà 100% cả. Thế nhưng mà mức độ nào đó thôi. Chứ chúng ta đừng có làm cái gì cái tôi lớn quá, rồi đâm ra là cứ một người một kiểu, một người một đấy. Tốt nhất là hãy làm. Chứ đừng đi đến đâu thấy nhà người ta dơ, cái đâu không góp ý cho người ta, đến khi về nhà thì bắt đầu là đưa lên mạng, đúng với nhà ông nó dơ, nhà ông nó bẩn. Đừng. Vì ông có làm hay tôi có làm thì cũng làm một vài ngày, một vài tháng thôi. Nhân dân đất nước Việt Nam mới làm cả đời cho nòi, cho giống, chứ phải làm một cái thế hệ này đâu. Chứ còn đừng có... Tôi thì tuổi đời 52 tuổi, nhưng mà 20 năm tôi bươn trải rồi, cho nên đừng có đối với tôi ngại chuyện gì hết á. Không còn cái đất Lào, Campuchia bọn tôi còn mang gạo, mang thóc, mang tiền, mang bạc sang cho được nữa này, dân Việt Nam. Cho nên mình, nhưng mà cũng cứ như người khác, chứ đừng có. Mình làm được chuyện vĩ đại thì người ta không làm được cả. Nhà nhà người người ai chả làm. Vì điều kiện người ta tới đó thì người ta chỉ làm tới đó thôi. Chứ phải là ông cậy là ai vậy, cậy nhiều tiền lắm bạc là thích nói gì nói, thích làm gì làm. Ông cho người ta được 5.000 bạc, ông chửi cha mắng mẹ người ta làm được à? Thôi chúc cả nhà vui khỏe nhá. Để tôi xuống tôi làm thủ tục nhập bệnh cho họ đó.